Trường Song ngữ quốc tế Horizon HIPS được thành lập vào năm 2005 với sự đầu tư của một tổ chức quốc tế. Sau gần 10 năm kiến tạo và phát triển tại Việt Nam, đến nay, Trường Song ngữ quốc tế Horizon đã không ngừng được mở rộng và là ngôi trường song ngữ đầu tiên với 2 cơ sở tại Hà Nội và 1 cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn của HIPS là có thể cung cấp cho học sinh Việt Nam và học sinh mang các quốc tịch khác nhau một chương trình giáo dục chất lượng toàn diện xuyên suốt từ mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông trong một không khí yêu thương cùng một môi trường học tập tích cực và an toàn. Ngoài việc áp dụng 100% chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, HIPS còn kết hợp chương trình giáo dục quốc tế của Đại học Cambridge, đồng thời cung cấp cho học sinh một chương trình Anh ngữ chuyên sâu song song với việc giảng dạy các môn khoa học và toán học bằng tiếng Anh do các giáo viên nước ngoài đảm nhiệm. Mỗi lớp học có sĩ số tối đa là 24 học sinh với 2 giáo viên chủ nhiệm là người Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó, HIPS cũng trang bị đầy đủ các phòng học chức năng như hệ thống phòng lab, thư viện cùng các phòng thí nghiệm chuyên biệt như sinh học, vật lý, hóa học, vi tính. Đặc biệt, tất cả các phòng học tại HIPS đều được trang bị máy chiếu, hệ thống bảng thông minh cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác. Sau đây là cảm nhận của một số thành viên trong ngôi nhà HIPS. Con thích môi trường ở đây rất tốt, điều kiện rất mát mẻ vào buổi sáng. Và buổi chiều là con với các bạn thường ra đây chơi và con rất thích trường này. I feel Horizon School have very friendly teacher, friends, good environment, and from the help of the Horizon teacher, my English get better and better, and some of all my other subjects. Bên cạnh hoạt động học tập, học sinh tại HIPS còn được tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa vui nhộn, bổ ích. Trong một cộng đồng bao gồm những học sinh xuất sắc, những công nhân làm việc chăm chỉ, hàng năm, HIPS đều tổ chức cho học sinh tham gia các kỳ thi Olympic, Olympiad quốc tế và đạt được rất nhiều giải thưởng tiêu biểu. Nhằm giúp quý phụ huynh sắp xếp thời gian hữu ích cho bọn trẻ khi mùa hè đến và năm học kết thúc, HIPS đã triển khai khóa học hè 2013. Chương trình kéo dài 9 tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 6 và kết thúc vào ngày 2 tháng 8. Mục tiêu của chương trình là mang đến cho các em một kỳ nghỉ hè thật bổ ích và ý nghĩa với chương trình tiếng Anh chuyên sâu vào buổi sáng và nhiều hoạt động vui học và thực hành tiếng Anh với các giáo viên nước ngoài cũng như bản ngữ vào buổi chiều. HIPS cũng có 2 khu ký túc xá nam và nữ riêng biệt, khang trang, tiện nghi và an toàn ngay bên cạnh trường dành cho học sinh nội trú. Tại đây các em được học tập sinh hoạt trong một môi trường hữu nghị, thân thiện với sự chăm sóc giám sát của các giáo viên nước ngoài. Bằng kế hoạch phát triển dài hạn cùng những ưu việt về cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy, HIPS sẽ luôn là ngôi nhà chung của mọi học sinh, nơi mà tất cả các thành viên của cộng đồng đều có thể phát triển và tỏa sáng.